một món ăn ngon mà nó quen thuộc của người miền Tây. Đây là một món ăn mà nó vừa đơn giản tiện lợi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái cách làm mắm dân không cần bằm mắm, mà mắm làm ăn vẫn mềm ngon, không bị khô cũng không có bị bở nữa. Thì nếu thích đó, thì sau đây mình mời các bạn cùng vào bếp nhé. Để làm món này á, thì đây mình sử dụng là 300 g thịt ba gọi. Thì thịt này nó vừa có nạc vừa có mỡ á, ăn nó sẽ ngon hơn á. Thì ở đây mình đã bằm sẵn hết rồi nè các bạn. Còn đây là mắm, mắm mình dùng mắm sặc và mình dùng là 150 g á. Các bạn có thể dùng nhiều hơn cũng được nha. Và mình dùng là 5 quả trứng vịt. Trứng thì các bạn lựa cái loại trứng vịt đồng á, nó có màu cam ở trong lòng đỏ đó, nó sẽ ngon hơn. Còn đây là một ít hành tím và một quả ớt sừng. Mình dùng thêm một muỗng cà phê tiêu nữa. Còn đây là một thìa cà phê bột ngọt và một muỗng canh đường. Thì nêm này thì các bạn tùy theo khẩu vị nhé. Nguyên liệu như vậy là xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi nấu mắm này lên. Ở đây mình sẽ cho hết vào mình nấu luôn. Còn mắm này mình không bằm mà mình sẽ đem nấu lên nhé. Nấu mắm thì mình sẽ cho thêm một ít nước nữa. Trong thời gian đợi nấu mắm á, thì mình sẽ đi cắt hành ớt ra. Hành ớt thì mình sẽ cắt khoanh, còn nếu các bạn thích bằm ra cũng được. Mình nấu một lúc á, khi cái mắm nó sệt sệt lại như vậy nè các bạn, và cái phần thịt của mắm nó gã ra hết đó, thì mình sẽ tắt bếp và mình đem lượt qua gây. Đây mình dùng mắm ít đó, cho nên mình nấu nó hơi sệt lại như vậy thôi. Còn nếu các bạn nào mà ăn mắm nhiều hơn đó, thì các bạn nấu kẹo hơn lại giúp mình nha. Phần mắm đã lượt xong nè, bây giờ mình đi trộn cái mắm chưng. Mình cho hành tím đã cắt khoanh vào. Phần bột ngọt và đường mình cho vào luôn. Mình cho tiếp tiêu vào. Mình cho phần mắm đã nấu sệt lại vào luôn nè. Bây giờ thì mình sẽ đập trứng mình cho vào. Thì lát mình sẽ chừa lại một cái lòng đỏ thôi. Để một lát mình sẽ khuếch lên cái mặt mắm sau. Nãy mình lỡ đập gớt vô hết luôn nè. Thì mình sẽ múc lại một cái lòng đỏ. Rồi cái phần này mình để một lát nữa mình hấp mình cho vào sau nhé. Xong rồi thì mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Bây giờ thì mình sẽ múc ra những cái tô nhỏ để mình chưng mắm. Thì thường mình sẽ phân ra thành những cái tô vừa vừa ăn như vậy nè. Mình phân ra khoảng một bữa ăn đó, để khi mình lấy ra mình ăn cho nó tiện hơn đó. Đó, còn nếu mà các bạn mình ăn hết đó thì mình chưng luôn một cái tô lớn luôn nha. Đây mình sử dụng thêm chén giấy để mình chưng mắm nè. Thì nếu các bạn làm để bán á, hoặc là mình làm xong mình mang ra ngoài mình ăn đó, thì mình sử dụng cái chén giấy á, nó sẽ tiện hơn á.
Giờ thì mình sẽ đem mắm đi hấp thôi. Ở đây á, mình dùng những cái tô, cái chén nhỏ, cho nên mình kê cái vỉ này lên mình hấp nè. Nếu các bạn dùng cái tô mà nó to đó, thì mình có thể cho trực tiếp vào nước mình hấp luôn. Mình đậy nắp lại và mình sẽ hấp cái mắm chưng này nè. Mình hấp lần một khoảng 15 phút. Phần mắm này mình hấp được 15 phút rồi. Còn cái phần lòng đỏ nãy mình chừa lại nè, mình khuấy đều lên rồi mình chét lên cái mặt những cái tô mắm nè. Rồi mình chét đều ra. Để những chén mắm chưng của mình á, nó được ngon miệng và nó đẹp mắt hơn đó, thì mình trang trí thêm một ít ớt và hành lá nữa. Xong rồi thì mình sẽ đậy nắp lại và mình hấp cái phần mắm chưng này thêm 20 phút nữa nha các bạn. Mắm mình hấp được 20 phút rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp, mình lấy ra mình để nguội là mình thưởng thức được rồi. Đây mình dọn ra mình ăn nè các bạn. Chén mắm chưng mình nó nguội lại nè, nhìn nó màu nó rất là đẹp luôn nè. Hôm nay mình sẽ ăn cùng với lại một ít cơm trắng và một ít rau sống đó các bạn. Các bạn nhìn chén mắm chưng là rất là ngon nè, mình sắn thử nè, nó rất là mềm luôn nè, nó không bị khô cũng không có bị bở nữa, mình thấy cái độ đặc của nó là vừa luôn á. Mắm chưng này các bạn có thể ăn cùng với các loại canh hoặc là rau sống như mình cũng rất là ngon luôn á. Giờ thì mình sẽ ăn thử với cơm nha. Mắm chưng ăn thì mềm ngon, không bị khô, không bị bở và nó rất là đậm đà. Ăn rất là ngon cơm luôn các bạn. Mắm chưng nó dễ làm lắm, thì các bạn hãy làm thử nha. Món mắm chưng của mình á đã làm xong rồi, thì mình mời các bạn nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất. Khi mà các bạn bấm vào nút đăng ký đó, các bạn nhớ nhấn vào cái chuông luôn, để khi mà mình đăng video mới á, các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo. Đến đây thì mình xin gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.